đi nào. Bố đồ nhỏ con đồ to tập 378. Bức tranh chữ ấm áp. Ai da, hết mất tẩy rồi. Đến hàng tạp hóa chú mau mua thôi. Con đồ to, đi nhanh về nhanh nhé. Con biết rồi, mẹ tập về. Trăng sáng. Là chú mau à? Trăng sáng chiếu rừng thông, suối biếc chảy trên đá. Ô chú mau, đây là chú viết ư? Buôn bán không đắt hàng, chú luyện chữ trên đất cho đỡ buồn. Trên mặt đất cũng có thể tập viết chữ ư? Muốn thử không? Chú mau nhìn này. Là giấy bút này khó viết quá. Hay là chú đợi cháu về nhà lấy bút đến? Còn có bút nào dễ dùng hơn sao? Chú mau, cháu tới rồi. Bút của cháu đâu? Thế nào? Cháu đã tìm thử rồi. Bút lông của bố đồ nhỏ thì nhỏ quá. Cây lau kính của mẹ tập về thì không thể uốn cong được. Được, vậy thử bút của cháu xem. Đồ ta giỏi quá. Hiếm có đứa trẻ nào biết lao động công ích như vậy. Mình cũng làm được. Đồ to, để mình giúp cậu. Chuyện này giúp sao được chứ? Đồ to, mình cũng muốn lao động công ích. Mình đang tập viết chữ mà. Mình nói cho cậu biết, chú mau nói với mình, đây chính là luyện viết chữ trên mặt đất. Chú mau mau nhìn xem. Chú xem chữ này khô nhanh quá, căn bản không có cách nào ngắm được. Luyện viết chữ trên mặt đất là một cách vừa tiện lợi, lại bảo vệ môi trường, vừa luyện tập sức khỏe, lại rèn luyện tinh thần, không cần giữ lại cho người khác ngắm. Càng không thể vội vàng nóng giận. Thì ra là như vậy. Chú mau, chú có phấn không? Chú mau, chú viết đi. Chú phải viết nhanh hơn một chút. Đồ to, mình thấy mùa thu không phải là màu trắng, phải là màu vàng chứ. Nói đúng lắm, về cậu tôi đi. Chú mau, chú không được viết theo hàng dọc, phải viết ngang ra. Cháu và Tiểu Minh mới dễ tô. Vừa hay viết kịp. Xong rồi. Đây đúng là một biện pháp hay. À, chữ biến mất rồi. Sau một đêm mưa thu là mất hết. Chú mau, nhìn này. Ý hay lắm. Bức tranh chữ ấm áp. Đây là do ai nghĩ ra vậy? Đẹp quá. Xin chào mùa thu. Con đồ to, cục tẩy này là phần thưởng cho cháu. Chú mau, còn cháu nữa.
cũng có phần thưởng. Phép thuật phóng to. Là mẹ tập về lại làm món gì ngon rồi. Bánh mì thơm phân phức, mình biết ngay mà. Con đồ to dậy rồi à? Mau nếm thử bánh mì bố mới nướng đi. Hóa ra là bố đồ nhỏ làm ư? Có ăn được không? Đương nhiên là ăn được. Mẹ tập về để bố làm trợ thủ. À không không, để bố đứng bếp. Nướng bánh mì thì có gì chứ. Giờ bố cần hóa phép cho con xem. Nhìn kỹ nhé. Con đồ to, đến lượt giúp bố nhé. 5, 4, 3, 2, 1. Mở ra. Wow, cục bột to lên rồi. Bố đồ nhỏ, bố làm thế nào vậy? Đây là phép thuật bí mật của đầu bếp. Wow, bố đồ nhỏ giỏi quá. Bố đồ nhỏ, ở đây không cần anh giúp nữa. Mau đi nghỉ ngơi đi. Được rồi, được rồi. Bố đồ nhỏ, bố có thể hóa phép lại lần nữa được không? Đương nhiên. Vậy bố có thể biến quả táo nhỏ thành quả táo to không? Chuyện này à, để bố thử xem. Quả táo nhỏ lập tức biến. Quả táo nhỏ lập tức biến. Biến, 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 biến. Nhìn xem. Bố đồ nhỏ, thì ra bố đồ nhỏ chính là nhà ảo thuật giỏi nhất trên thế giới. Đương nhiên rồi. Con đồ to lại ngưỡng mộ mình như vậy. Anh làm như vậy là lừa con đấy. Vậy không tốt đâu. Trẻ con sẽ không để trong lòng đâu. Sau 5 phút là quên ngay ấy mà. Bố đồ nhỏ, chú đồ nhỏ, chú đồ nhỏ. Bố đồ nhỏ, bố đồ nhỏ, mau giúp bạn con biến đồ chơi thành to đi. Chuyện này... Chú ơi, cháu muốn biến robot biến hình thành to thế này. Cháu muốn biến búp bê thành to như cháu vậy. Chuyện này... Chú có lẽ không làm được. Chết rồi, phải làm sao đây? Chú đồ nhỏ, có phải chú không muốn giúp bọn cháu không? Đồ to, cậu nói bố cậu là nhà ảo thuật giỏi nhất. Không phải là lừa bọn mình đấy chứ? Không đâu, nhất định bố mình sẽ làm được. Chuyện này... Cái này hình như là bột nở mà mẹ mình dùng để làm bánh. Chú đồ nhỏ lừa người. Đồ chơi rõ ràng không thay đổi chút nào hết. Chuyện này chú sai rồi được chưa? Cô làm ảo thuật cho mọi người xem nhé. Nhìn này, thế nào? Wow, tuyệt quá.
thì ra mẹ tập về mới là nhà ảo thuật thật sự. Con đầu to, bố đầu nhỏ, một đôi bạn thân, hai bố con vui vẻ. Đầu con to nhưng tay con nhỏ, đầu bố nhỏ nhưng tay bố to. Tay to nắm tay nhỏ, đi đường không sợ ngã. Đi nào, đi nào, đi 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 nào. Chớp mắt con đã khôn lớn rồi. Đầu con to nhưng tay con nhỏ, đầu bố nhỏ nhưng tay bố to. Tay to nắm tay nhỏ, đi đường không sợ ngã. Đi nào, đi nào, đi 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 nào. Con đầu to, bố đầu nhỏ, một đôi bạn thân, hai bố con vui vẻ. Đầu con to nhưng tay con nhỏ, đầu bố nhỏ nhưng tay bố to. Tay to nắm tay nhỏ, đi đường không sợ ngã. Đi nào, đi nào, đi 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 nào. Chớp mắt con đã khôn lớn rồi. Đầu con to nhưng tay con nhỏ, đầu bố nhỏ nhưng tay bố to. Tay to nắm tay nhỏ, đi đường không sợ ngã. Đi nào, đi nào, đi 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 nào. Đi nào, đi nào, đi 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 nào.